để đảm bảo an toàn trường học trước ngày khai giảng năm học mới 2021-2022, ngày 2 tháng 9 tại nhà luyện tập và thi đấu thể thao đa năng quận, phòng giáo dục đào tạo quận phối hợp với bệnh viện kiến an tổ chức xét nghiệm cho tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động của tất cả các nhà trường, cơ sở giáo dục và các đơn vị liên quan trên địa bàn quận, bao gồm cả công lập và ngoài công lập. Đồng chí Phạm Văn Khanh, ủy viên thành ủy, bí thư quận ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân quận tới kiểm tra và động viên đội ngũ y bác sĩ thực hiện nhiệm vụ. Tổng số toàn quận có 1.941 cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động của các nhà trường, cơ sở giáo dục công lập và ngoài công lập, các lớp mầm non độc lập, trường mầm non tư thục, các trung tâm ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống trên địa bàn quận được xét nghiệm. Các y bác sĩ của Bệnh viện Kiến An thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR lấy mẫu gộp năm. Để bảo đảm an toàn phòng dịch COVID-19, toàn bộ quá trình ghi thông tin, lấy mẫu xét nghiệm được thực hiện theo quy trình một chiều. Các giáo viên, nhân viên cơ sở giáo dục đi lấy mẫu theo khung giờ được hẹn, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn. Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận tạo điều kiện hỗ trợ tối đa về địa điểm, nhân lực, phương tiện phục vụ. Vì vậy, mặc dù số lượng đông nhưng không xảy ra tình trạng ồn ứ tập trung đông người tại cùng một thời điểm. Dự kiến ngày 3 tháng 9, Bệnh viện Kiến An sẽ trả kết quả xét nghiệm.